Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư, ngày 28 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây để tiếp tục chứng kiến việc dấu chiến hạm Việt Nam đành quan sát và găm hải cảnh Trung Quốc quyết không lùi. Đó là việc hôm nay đã 15 ngày kể từ khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 và 4 tàu hải cảnh quay lại lần thứ 2 để thăm dò trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và các bạn có thể tham khảo trên trang tweet của ông giáo sư Matheson về cái việc rất nguy hại này. Và đây là cái biểu đồ đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 đang xâm phạm chủ quyền Việt Nam và cũng cách đảo của Việt Nam không xa, cũng như ngay sát biên giới với biển đối với Phan Thiết. Và các bạn có thể tham khảo sau cái video này. Cũng một tờ báo của Ấn Độ đã đưa tin về cái việc này diễn ra trước đó mà chúng tôi đã thông báo với các bạn, và các bạn cũng có thể tham khảo ở trên báo quốc tế, là bài báo trên tờ Vinon của Ấn Độ ra ngày 21 tháng 8 năm 2019 đã nói tàu thăm dò Hải Dương 8 xuất cảnh lần thứ 2 xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ hôm 13 tháng 8 đến nay. Có 6 tàu hải cảnh, 10 tàu đánh cá và 2 tàu dịch vụ cùng với máy bay phản lực ném bom H-6, các máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên không cũng được phát hiện. Thì đây là tờ báo của Ấn Độ đã đưa tin dựa trên nguồn tin của Hải quân Ấn Độ nhận được khi theo dõi các tàu của Trung Quốc ở vùng biển này. Và đương nhiên là những cái thông tin chi tiết như thế này thì báo chí trong nước cũng không đưa tải để phía Việt Nam biết được, cũng như là người dân Việt Nam hoàn toàn không biết những chi tiết đang xảy ra như thế nào ở ngay ngoài vùng biển của Việt Nam. Và phía Việt Nam ngày hôm nay đã chính thức thông qua một cái hiệp hội và xác nhận hai bên đã có những cái cú đâm va dữ dội ngoài khơi bãi Tư Chính. Và đây là hình ảnh của bài báo mà các bạn có thể xem. Phía báo chí trong nước bắt đầu đưa hình ảnh của Hải Dương 8 lên và ghi rất rõ là hoạt động của các tàu Trung Quốc khác nhằm cản phá hoạt động chấp pháp của các tàu cảnh sát biển Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng các quy định và tạo ra nguy cơ mất an toàn hàng hải trong khu vực này. Thì đây, từ trước đến nay thì Việt Nam trong thời gian một tháng qua không thừa nhận cái việc mà Trung Quốc đưa tàu hải cảnh đâm phá tàu của Việt Nam, nhưng qua cái tiết lộ của bài báo hôm nay trên báo Vietnamnet cũng như một số báo trong nước về cái việc Trung Quốc đã dùng cản phá hoạt động chấp pháp của Việt Nam, có nghĩa là ở ngoài biển đó thì đã có những cái vụ va chạm rất dữ dội giữa tàu của Việt Nam và tàu của Trung Quốc. Và đương nhiên các bạn cũng đã biết thì theo ông giáo sư Matheson thì Việt Nam có lẽ đã yếu thế hơn rất nhiều về mặt hải quân, cho nên đã cho rút chiến hạm Quang Trung từ bãi Tư Chính và đi về hướng Cam Ranh từ ngày hôm 23 tháng 8 ông đã ghi nhận được. Đây là hình ảnh hải trình của chiếc tàu mà được cho rằng là tàu khu trục Việt Nam Quang Trung. Nếu thực sự đây là tàu Quang Trung mà chúng tôi vẫn không thể chắc chắn. Tuy nhiên, ông phó giáo sư Matheson vẫn đặt câu hỏi là liệu có phải tàu Quang Trung hay không. Mặc dù cái tín hiệu mà được tàu này ghi lại là rõ ràng là tàu Quang Trung đã rời khỏi khu vực xung đột và đang quay trở về Việt Nam. Và cái hải trình này các bạn thấy rất rõ là đang đi về hướng cái căn cứ không hải quân của Việt Nam ở Cam Ranh. Và đấy là điều mà các bạn có thể tiếp tục tra trên cái trang Twitter của ông giáo sư Matheson giảng dạy ở trường Hải quân Mỹ. Và dường như là Việt Nam không thể đối đầu với hải quân Trung Quốc vì có lẽ cái lượng tàu của Việt Nam yếu và thiếu hơn rất nhiều, cho nên Việt Nam bắt đầu đưa ra một số cái biện pháp pháp lý đối với Trung Quốc. Và cũng có những bài báo bắt đầu hôm nay đăng ở báo quốc tế và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cũng như một số trang khác nói rằng nhận định rằng chuyên gia Việt Nam sẽ không nổ súng trước các vụ bãi Tư Chính. Và ông Ryan Matheson cũng là một giáo sư giảng dạy ở trường hàng hải của Mỹ đã nói rõ trong cái bài này rằng một chuyên gia người Mỹ về hải quân Trung Quốc mới nhận định rằng ông không nghĩ Việt Nam sẽ nổ súng trước, trong bối cảnh có tin rằng tàu thăm dò quốc gia đông dân nhất thế giới cách bờ biển Phan Thiết 185 km, tức là ám chỉ Trung Quốc, có quá nhiều thứ có thể mất. Hải quân Trung Quốc mạnh hơn rất nhiều. Nếu một cuộc đụng độ xảy ra, Trung Quốc có lẽ sẽ sử dụng chuyện đó làm cái cớ để chiếm quyền kiểm soát các hòn đảo hoặc tiền đồn thuộc sự quản lý của Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà Đài Tiếng nói Hoa Kỳ hôm nay cũng đã đưa tin. Và cái nhận định của chuyên gia này là Việt Nam sẽ không nổ súng trước. Và đương nhiên rồi, bởi vì các bạn cũng đã biết Việt Nam với cái đầu tư vào quốc phòng và với hải quân thì kém rất nhiều, chỉ bằng con số lẻ của Trung Quốc đã đầu tư trong thời gian qua. Và riêng số lượng tàu hải cảnh của Trung Quốc hơn 300 chiếc đã phát triển, nó là một lượng tàu lớn nhất thế giới
được trang bị pháo ở phía trước, và có những tàu trọng tải hàng chục nghìn tấn thì nó có thể đâm húc chìm tất cả những cái tàu nào của cảnh sát biển Việt Nam cũng như là tàu của ngư dân Việt Nam một cách rất nhanh chóng. Và chính vì vậy các bạn trong thời gian vừa qua cũng chứng kiến rất nhiều những video clip miêu tả tàu cảnh sát biển Việt Nam chỉ có thể chạy khi gặp cảnh sát tàu hải cảnh của Trung Quốc mà thôi. Và hôm 26 tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích là Trung Quốc đã bắt nạt Việt Nam. Điều này các bạn có thể tham khảo ngay trong cái trang tin của Bộ Quốc phòng Mỹ. Cáo buộc Bắc Kinh dùng các thủ đoạn bắt nạt khi cản trở can thiệp mang tính uy hiếp nhắm vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam, tạo ra tình trạng đối đầu giữa các tàu hải cảnh Trung Quốc và Việt Nam suốt 2 tháng qua. Và đây là thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra vào ngày 26 tháng 8. Và quả thực Bộ Quốc phòng, đây là cái thông tin rất hiếm hoi mà khi Bộ Quốc phòng trực tiếp lên tiếng thẳng về việc Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và tự nhiên hiện nay trong cái lần mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lần thứ hai của Việt Nam do tàu Hải Dương 8 và 4 tàu hải cảnh đang nằm ở ngoài khơi của Việt Nam, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn toàn vẫn chưa lên tiếng về cái việc này một cách cụ thể và mạnh mẽ, mà chỉ có nước ngoài lên tiếng như vậy. Và cũng ngày hôm nay, Liên minh châu Âu cũng đã đưa ra công bố yêu cầu các bên tranh chấp Biển Đông kiềm chế và vận dụng công pháp quốc tế. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể tra cứu trên trang của Liên minh châu Âu, và họ ghi rất rõ rằng là tuyên bố của Liên minh châu Âu về các căng thẳng trên Biển Đông ngày hôm nay được đưa ra ngày 28 tháng 8 năm 2019. Và như vậy là cái vấn đề Biển Đông của Việt Nam và bãi tư chính cũng như vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và việc Trung Quốc liên tục đưa tàu, và ngay trong lúc này cũng đang có những đội tàu của Trung Quốc dò tìm và đo đạc địa chất ở ngay trong vùng biển của Việt Nam, thì đã bị quốc tế lên án một cách hết sức mạnh mẽ và cụ thể, từ châu Âu đến Mỹ, đến Canada, Pháp, Anh và nhiều nước khác nữa, Úc. Và đương nhiên thì bên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức rất nhanh đưa ra cái phản ứng phản đối Mỹ đã bênh vực Việt Nam, với cái việc mà cụ thể các bạn có thể xem vào ngày 27 tháng 8, người phát ngôn cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản bác thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó cáo buộc Bắc Kinh uy hiếp các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Và đây là hình ảnh các bạn có thể tra trên trang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, và những cái điều này thì thường chưa được đưa đầy đủ và nhanh một cách cụ thể trong báo chí ở trong nước, mà các bạn phải xem những cái tờ báo quốc tế như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Đài FI, Đài FA, Thời báo DE và một số blogger độc lập cũng như là nhà báo quốc tế và nước ngoài. Và cho tới thời điểm này, mặc dù quốc tế lên tiếng liên tục, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn không lên tiếng chỉ trích Trung Quốc khi họ xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam một cách mạnh mẽ, tính từ thời điểm mà lần thứ hai, tức là tính từ ngày 13 tháng 8 năm 2019, tàu Hải Dương 8 cùng với đội tàu của Trung Quốc đã hùng hổ lao vào vùng biển của Việt Nam và hiện nay vẫn đang nằm ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và bên cạnh đó, Việt Nam chỉ có thể đưa ra một cái chủ tịch một cái hội luật quốc tế Việt Nam là tiến sĩ Nguyễn Bá Sơn để yêu cầu Trung Quốc rút tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Và các bạn thấy rõ cái hình ảnh ngày hôm nay ở báo trong nước bắt đầu đưa cái vị này ra để yêu cầu Trung Quốc rút tàu, nhưng có lẽ điều này rất yếu ớt, bởi vì các bạn đã biết tất cả những cái công hàm phản đối của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong thời gian qua đều bị Trung Quốc phớt lờ và không coi trọng và cũng không để ý đếm xỉa đến. Và bây giờ thì ông Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam tiến sĩ Nguyễn Bá Sơn lên tiếng có lẽ cũng đem lại cái hiệu quả rất thấp đối với Trung Quốc. Và ông ta nói rằng là những hoạt động của tàu thuyền Trung Quốc ở vùng biển Việt Nam vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và đi ngược lại những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước. Thế như vậy là các bạn thấy trước đến nay lãnh đạo cấp cao của hai nước liên tục thỏa thuận rất nhiều ở những vấn đề và hai bên thăm nhau. Thậm chí Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã sang Việt Nam thăm, và ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã tỏ ra rất thân thiện và uống trà tàu cùng với cả Chủ tịch Trung Quốc và khen trà tàu rất ngon. Nhưng điều đó không đảo ngược được việc Trung Quốc vẫn tham lam và tìm mọi cách thôn tính Việt Nam. Điều thứ hai là ông Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam nói rằng là không phải cái khu vực mà tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và yêu cầu Việt Nam rút đi là không phải là khu vực trồng lấn hay có tranh chấp. Bởi vì rõ ràng với vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam thì ở đây đã có những cái giàn khoan, giàn
nhà giàn DK1 cùng với cả rất nhiều những cái việc thăm dò của dầu khí của Việt Nam đã diễn ra từ trước đến nay rất lâu rồi, nhưng Trung Quốc bây giờ mới đưa ra yêu cầu bắt buộc Việt Nam phải rời đi. Và điều thứ ba là Trung Quốc đã viện dẫn phi lý đường 9 đoạn, tức là có nghĩa là đường lưỡi bò. Thì các bạn biết rồi, đường lưỡi bò của Trung Quốc thì nó ôm ra toàn bộ cái vùng Biển Đông và gần như là nó bao trọn toàn bộ cái khu vực đó. Và Việt Nam giống như là chỉ còn lại một cái vỉa hè rất nhỏ, không đáng kể, và bị Trung Quốc đã nuốt gần như toàn bộ Biển Đông. Thì đây là cái điều mà Trung Quốc hiện nay đang cố thực hiện, vì các bạn cũng đã biết Trung Quốc luôn luôn tìm mọi cách để dùng ỷ lớn hiếp bé. Và điều cuối cùng mà phía Việt Nam mà Hiệp hội thì yêu cầu là yêu cầu Trung Quốc rút ngay các tàu ra. Thì đương nhiên là Việt Nam có quyền yêu cầu và đương nhiên là những cái hiệp hội này có quyền lên tiếng. Nhưng các bạn phải biết rằng là Trung Quốc họ đã đưa ra sách trắng quốc phòng trong thời gian qua, và họ coi đường 9 đoạn là lãnh thổ của mình, và không và sẽ đương nhiên họ sẽ tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và sẽ ngày càng tăng trong thời gian tới. Và tới đây Việt Nam phải viện nhờ Mỹ để giúp bảo vệ lãnh thổ trước cái người đồng chí Trung Quốc tham lam. Thì điều này chứng minh rằng lãnh đạo Việt Nam đã đặt nhầm lòng tin vào những đối tác xấu nhất. Và tất nhiên Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới cùng với Bộ Chính trị, các Ủy ban Trung ương và các Ban Bí thư chắc chắn phải xem xét lại cái việc hợp tác với Trung Quốc như thế nào và đánh giá Trung Quốc một cách đúng đắn nhất, và không nên quá coi trọng ý thức hệ. Bởi vì cái sự thật hiển nhiên, từ năm 1974 họ đã cưỡng chiếm Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng Hòa, và đến năm 1988 họ đã bắn chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ở đảo để chiếm đảo Gạc Ma và xây dựng cả thành quần đảo đó thành cái khu căn cứ quân sự rất lớn. Và năm 1979 họ đã bất ngờ đưa quân sang đánh các tỉnh biên giới của Việt Nam và đã giết hại hàng chục nghìn người dân Việt Nam, các cháu nhỏ, phụ nữ, trẻ em, người già, và nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam chống bành trướng Trung Quốc. Và cái mưu đồ bành trướng bá quyền này của Trung Quốc sẽ không bao giờ thay đổi. Chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn còn nắm quyền thì ý đồ thôn tính Việt Nam và ý đồ đưa Việt Nam, trói buộc Việt Nam vào với ý thức hệ của họ để trở thành một cái địa điểm, cái bức tường để chắn Trung Quốc ở phía Nam là cái điều mà Trung Quốc sẽ làm. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 28 tháng 8, 2019, từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Và các bạn hãy để lại những bình luận cũng như những yêu cầu và những câu hỏi vào sau video này để chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn và gia đình nhiều sức khỏe.